rồi. Xem nó gớt điện thoại rồi nè. Hello các bạn, chào mừng các bạn đã trở lại với kênh của mình. Thì ngày hôm nay sẽ là một video chế xe nha các bạn. Rồi, ok, và trước khi bắt đầu nói về cái video ngày hôm nay thì mình sẽ đề cập đến cái mini game lần trước nha các bạn. Là cái mini game đầu tiên trúng cái kit mô tô nước đó các bạn. Ban đầu thì mình có nói là khi đạt được 500 like thì mình mới quay số, nhưng mà cảm thấy là cái mức like đó nó hơi cao, với lại là cũng muốn các bạn nhanh nhận được quà các bạn. Tại vì cái mini game lần đầu tiên mà, cho nên là mình đã phá lệ rồi, mình quay số ở cái mốc là 220 like nha. Okay. Và cũng đã có kết quả rồi, đã có bàn trúng thưởng. Thông tin chi tiết thì các bạn truy cập vào tab cộng đồng của mình để xem kết quả nha. Còn đối với cái video ngày hôm nay thì mình sẽ vẫn áp dụng cái mini game nha. Okay. Tuy nhiên là mình sẽ nhất quán ở cái mức là 1000 like nha các bạn. Tại vì chi phí làm cái xe này cũng bộn á, cho nên là các bạn quan tâm ủng hộ mình nhiều thì mình mới có điều kiện mình tặng cho các bạn nha. Nói tóm lại là ở cái mini game lần này, mình sẽ quay số chọn ra một bạn may mắn khi mà cái video này đạt được 1000 like nha. Nhất quán ở mức 1000 like nha các bạn. Và cũng từ rất lâu rồi các bạn, ở trên kênh mình có rất là nhiều bạn yêu cầu mình chế thử một cái xe to to đi, cái xe cỡ 1/10 á. Cho nên là ở video ngày hôm nay mình sẽ thử chế một cái xe điều khiển từ xa với kích thước là 1/10 nha các bạn. Rồi ok, thì đối với cái xe mình chế ngày hôm nay á, thì nó sẽ dựa vào cái kết cấu của cái chiếc F1 này nè các bạn. Thì cái kết cấu của con này ra sao? Thì đây các bạn. Và ở phía sau này nó sẽ dùng một cái motor để nó truyền thẳng vào cái trục sau luôn các bạn. Đấy, truyền thẳng vào đây luôn. Và đối với cái dàn trước thì nó cũng đơn giản tối ưu luôn các bạn. Đấy, không có phuộc, không có am rời gì hết đó các bạn. Cho nên là mình sẽ dựa vào những cái cơ cấu như thế này, đơn giản thôi các bạn, cho các bạn dễ chế luôn, để làm một cái chiếc xe 1/10 nha. Rồi, tiếp theo mình sẽ nói về những cái phần linh kiện mà chúng ta sẽ cần. Rồi, ok, thì để chế được cái xe này thì chúng ta sẽ cần những cái vật liệu như thế này nè các bạn. Đầu tiên là một thanh nhôm. Ở đây thì mình dùng thanh nhôm dày 3mm, dài 50cm để gia cố cái phần khung gầm nha. Tiếp theo là một bộ pulley nè các bạn. Dây Cura GT2 chúng ta sẽ dùng một sợi. Hai cây linh lái. Ở đây chính là vít M4. Chúng ta sẽ cần 4 con dài và 4 con ngắn. 4 cái đầu nối bằng đồng thì ở đây chúng ta sẽ dùng những cái này để liên kết phần trục với cái bánh nha. Ở đây thì chúng ta sẽ cần 2 cái lỗ 3mm và 2 cái lỗ trong 5mm, một con servo RX, một cái EC chổi than. Về động cơ thì mình sẽ dùng một cái motor 550 kèm theo cái gá của cái motor này các bạn. Còn đây chính là những cái bộ phận mà mình đã vẽ rồi in ra nè các bạn. Thì những cái file in này thì mình sẽ để dưới phần mô tả. Các bạn nào muốn làm thì có thể tải về in hoặc là nhờ người khác in nha. Và để cho mọi người có thể dễ làm cái xe này nhất có thể các bạn, thì ở đây mình cũng đã chuẩn bị cho các bạn một cái bản vẽ của cái sườn xe nè. Cái này là do mình vẽ nha. Cái bản vẽ này cùng với những cái link mua, những cái linh kiện lúc nãy các bạn, mình đều sẽ để dưới phần mô tả. Các bạn nào muốn làm có thể truy cập, tải rồi tìm mua những cái thứ đó nha. Rồi, ok, và bây giờ không có linh tinh liên thuyên nữa, mình sẽ bắt đầu chế cái xe này cho các bạn xem nha. Let's go.
Rồi, ok, và đây anh em, rất là đơn giản luôn. Chúng ta đã có một cái kit xe 110 như thế này. Đấy, cơ cấu này là tối giản nhất có thể rồi các bạn. Ở phía trước thì lái như thế này. À, nhắc tới phần lái thì đây, mình sẽ cho các bạn xem. Đối với cái xe một cầu á, thì chúng ta sẽ chỉnh cho hai cái bánh này nè. Nó sẽ chĩa sang hai bên như thế này nha các bạn. Tại vì cái xe này một cầu á, nếu muốn cái xe này chúng ta nó ổn định cái hướng thẳng, thì hai cái bánh trước nó phải chĩa qua hai bên như thế này nè các bạn. Góc độ của nó thì nhỏ thôi, như vậy nè, là ok nha. Rồi, ok, và ở bước cuối cùng thì mình sẽ lắp đồ điện vào trong cái kit xe này nha các bạn. Đấy, rồi còn đi test nữa, hóng lắm rồi. Let's go. Rồi, ok, xong rồi nè các bạn. Đấy, mình vừa lắp đồ điện xong luôn. Thì cục này là cục pin 3S nha. Đấy, bây giờ mình sẽ thử sơ sơ cho các bạn xem. Để lên đây. Bật TX lên. Đấy, lái rất là ngon luôn. Ôi trời 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 trời. Nó mạnh quá các bạn ơi. Bung cả vỏ ra luôn. Đấy, như các bạn thấy hồi nãy thì nó rất là mạnh luôn nha. Mình mới có lên khoảng 30-40% ga thôi mà nó muốn bung cái vỏ này ra luôn rồi. Chắc là mình phải dán keo lại cho chắc đó các bạn. Rồi, ok, và không linh tinh liên thuyên nữa. Bây giờ mình sẽ đem cái xe này đi test cho các bạn xem để coi nó chạy có nhanh không nha. Ok, let's go.
Rồi ok, và không thể nào thiếu đi cái phần test speed các bạn. Bây giờ mình sẽ lấy điện thoại của bạn mình để mình gắn lên đây, mình đo tốc độ cho các bạn xem nha. Mong là cái xe của mình nó sẽ không có bị xòe. Nhiêu vậy? 56. Và đây các bạn, thì mình vừa mới chỉnh lại cái góc của hai cái bánh trước nè. Nó sẽ bè ra hơn so với ban đầu. Tại vì ban đầu chạy thấy nó còn hơi sàn đó các bạn. Bây giờ chỉnh lại nha. Lúc nãy thì chạy được 56, bây giờ sẽ test lại đi coi nó chạy có hơn không nha các bạn. Nhiều 69. Xem nó gớt điện thoại rồi nè. Ôi rồi ôi, quá đã luôn nha anh em. Đấy, anh em thấy không? Đâu có cần phức tạp gì đâu. Mà cái xe này vẫn có thể chạy được cái tốc độ khá là cao á, rất là ok luôn. Do là cái chiếc này chính là cái chiếc đầu tay nên mình nghĩ là nó sẽ có một số chỗ nó chưa có chuẩn xác đó các bạn. Nếu mà làm chuẩn thì mình nghĩ tốc độ nó có thể đạt cao hơn nữa các bạn. Với lại là nếu như thay cái động cơ chổi than này bằng một cái motor không chổi than thì mình nghĩ tốc độ nó còn kinh khủng hơn nữa các bạn ơi. Mình nghĩ là ở đây sẽ có nhiều bạn muốn sở hữu một cái xe như thế này. Rồi ok luôn, thì các bạn sẽ có cơ hội nhận được cái chiếc xe này khi mà các bạn ấn vào nút đăng ký kênh của mình, ấn vào cái chuông. Sau đó các bạn sẽ tham gia cái mini game mà mình đã để đường link ở dưới cái phần mô tả các bạn. Các bạn ấn vào cái đường link đó và làm theo yêu cầu nha. Các bạn cứ việc tham gia, và nếu như cái video này đạt được 1.000 like trong thời gian là 2 tuần kể từ ngày mình đăng cái video này lên, thì mình sẽ quay số chọn ra một bạn may mắn trúng thưởng nha. Rồi ok, và nói tóm lại thì cảm ơn các bạn đã xem hết cái video này của mình. Hãy để lại ý kiến của các bạn về cái xe này ở phần bình luận bên dưới. Nếu các bạn thấy thích nó thì hãy ấn vào nút like và đăng ký kênh để ủng hộ cho mình. Xin chào và tạm biệt các bạn. Hẹn gặp lại các bạn vào những video mới tiếp theo. Bye bye.